Rồi, hôm nay mình học đề số 2 nha. À, đề số 2. À, cái câu số 1, người ta nói rằng là hãy gì? Chọn ha. Chọn hãy chọn cái câu cái từ vựng hay là đồng văn đúng không? Hay là câu văn. Đúng. Có nghĩa là mình xem cái hình và mình chọn từ vựng hay là cái câu văn cho đúng nha. Thứ nhất, đó là cái người này đang đang làm gì đúng không? Thì một á, là piano recital, hai là umacritorial, ba là sacinericoil, bốn là quecucoripevoio. Thì mình thấy người Nhưng mà này số mấy nhỉ? Không cần đang đúng không, cho nên là mình được. chọn câu số Thứ ba thôi. một. Đây là À, ba. D. Câu ba là câu hợp lý là mình chụp ảnh đúng không, còn piano recital là đánh đánh đàn Đàn. piano đúng không? Đánh đàn. Mắt từ rồi vô là nghe nghe nhạc, đúng rồi, nghe nhạc. Về cúc cơ rế bê vô đang học tiếng 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 gọi là điện, đang học ngoại ngữ ha. Về cúc cơ là đang học ngoại ngữ. Thứ hai, trái này là trái gì? Thì các bạn thấy theo như các bạn, trái này là trái gì đây? Sạc quá Đúng rồi, xa qua. Trái đúng xa quả cam và cam. Trong đây là nếu mà có chữ Odenchi nữa thì thầy nghiêng về và cam đúng không? Nhưng mà không có Odenchi cho nên mình chọn là xa qua. Photo là trái gì? nó Photo là nó nho đúng không? Nho. Su bắc là gì các bạn? hậu Hậu. Banana. Cái này dễ rồi. chuối Dễ tiếng rồi. Số 3. Ta tam tan tan quá còn gây ít nên có sơ mùa sinh nhật cá. Cái từ vựng và những cái câu liên quan nào, chọn cái câu liên quan đúng không? Ok, thì thứ nhất là chấp cho Pilaku Johnson bên hộp phiếu, thì tất cả những cái này á, thì mình theo như các bạn mình chọn câu gì, cái gì, cái gì, câu nào, 1 2 3 4 mình chọn có mấy, các bạn thi đoán này, cô hai chọn câu 2. Rồi chắp chô là gì? Chắp chô là cỏ, cỏ đúng không, cỏ, cỏ dại, cỏ. Pulaku là là tôi Đúng rồi, các bạn quá giỏi cái phích cắm ổ điện, ổ cắm đó ha, ổ cắm. Trên sân, sân là gì các bạn? Dây điện dây điện, đúng rồi. Các bạn rất là giỏi. Bên hộp phiêu là bốc số, đúng rồi. Có một số bạn rất là giỏi không bước, vài bữa thầy cho thi tiếng Hàn chủ nhật này, thi thi là thi đố vui tiếng Hàn, không biết là các bạn nào có nhận được quà hay không thì chưa biết. Rồi đúng không? Rồi câu này là bốc tà, đúng rồi. Cơ nhiều tà, cơ tà là kéo cơ tà là gọi ha, gọi gọi điện ha. Bốc tà là nhổ, tư tà là đục hay là khoét hay là khoan vào đúng không. Pa tà đây là đào đúng không, đào. Cho nên tất cả những ví dụ cỏ hay là gì đó, hay là dây điện giống như mình phải nhổ ra hay là mình lấy ra đúng không? Cho nên là mình chọn câu số hợp lý là câu 2. Các bạn rất là giỏi. Câu số 4. Tam tan no wa di xích han mari mùa sinh nhật cá. Chọn cái câu, một cái câu nói mà giống nhau, giống giống mà từ nó giống. Với từ này là pakuta. Thì trong bốn cái từ này thì mình chọn cái câu nào các bạn? Câu 2 hợp lý hơn đúng không? Kyohon hata là đổi, chuyển đổi thì mình giống nhau đúng không? Kêu hơn chân ha ta, là truyền đúng không, truyền hay là lựa truyền cái dữ liệu hay truyền gì đó, hay là truyền cái lời nói cái gì đó, hay là truyền một đồ vật gì đó cho người khác đúng không, chân ha ta. Betan, betan là mấy thấy ông mấy ông người đi lái xe máy hay đem gà đúng không, đem chicken rồi đúng không. Betan là giao giao hàng đúng không. Các bạn thấy mấy ông chạy xe máy không? Chạy xe máy. Rồi, dăm chân hà ta. Dăm chân hà ta là cái từ này là
điềm đạm, nét na đúng không? Đoan trang, cái từ này dành cho những người con gái đó, rất là đặc biệt. Rồi, cho nên mình chọn câu số, câu 2 là hợp lý nha. Câu số 5. Y bên chỗ quân, trung lô ca, trung lô xăm ca, trung lô xăm ca, dọc kim người ta. Y bên dọc cơn, dây sao quá, sưng căng trắng, say cả nơi sinh người ta. Tê tê gì đó ha. Ba đi, ba chi dân lô ca, ít xin ni, cho xin hà si ký, ba đam người ta. Cho nên là mình chọn câu số. Hơi khó ha. Là mình dự thử nha. Cái ga lần này á, đó là cái ga ga đường tàu điện ngầm á, đó là Trung Lô Sam Ca. Cái ga tàu điện ngầm Trung Lô này á, thì cái giữa cái đường ray tàu ha, đường ray đó ha, với lại cái chỗ mà cái đường đi lên á, cái chỗ mà nó kết nối vừa giữa cái đường ray trên và nó bước vào cái bến tàu á, thì cái khoảng cách đó, nó hơi rộng, cho nên là gì đó, cho nên là sợ là có thể là nó sẽ bị té xuống đúng không, cho nên là phải cẩn thận về đường ray, nó như cái đường ray như là con tàu nó như thế này mà, con tàu là đường ray đúng không, mà cái chỗ trên bờ này, trên 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 bên ga này là nó như này, khoảng cách như này thì nó hơi rộng, cho nên là đi xuống thì phải cẩn thận đúng không, cho nên mình chọn câu số. Câu số Nerita nha, Nerisite. Khi mình đi xuống thì mình sẽ cẩn thận đúng không? Cẩn thận. Tắc tắc là giống như mình đi đánh răng, chữ tắc là đánh. Ví dụ mình theo cái ngữ cảnh nào đó, ví dụ đánh răng hay là đánh gì đó ha, đánh răng đánh giày gì đó ha, mình tùy theo cái ngữ cảnh mình dịch từ tắc này. Xin xin ơi, xin là giống như mình mang giày đúng không? Mang giày, chữ xin là mang giày. Nê ta, nê xin. Chữ nên này là trả, trả gì đó. Các bạn thấy chữ xin không? Chữ xin này, chữ si này. Cái từ này là nói về tôn kính đúng không? Là từ tôn kính, cho nên là người ta là chữ xin vào. Cho nên mình chọn câu số, số 3 là câu hợp lý nha. Neri, neri silte. Khi mà xuống á, thì mình cẩn thận cho khỏi bị Pachita khỏi bị rơi xuống đó, cẩn thận. Câu số 6, đi nhà ăn đúng không? Miết buôn thì xèo, có mấy vị vậy? Tu miên nhiều, bùi cô kì, il buôn nhiều, yêu, bì bìm bắp, hà nào, hàn si xăm xít, buôn nhiều. Thì mình chọn câu số mấy hợp lý các bạn? Hỏi mấy người ăn, thì mình trả lời đó là tu miên. Mấy người ăn thì mình tu miên. Chữ buôn này các bạn, chữ buôn này là từ tôn kính của từ miên. Mấy người thì người ta là mấy vị, thì thường thường là trong cái nhà ăn á, trong cái quán ăn á, thì là rất là trân trọng, coi khách như là một người rất là quý trọng đúng không, cho nên là không biết là người này, là giàu hay nghèo gì không quan trọng, miễn sao mà lịch sự là được đúng không, lịch sự. Rồi, si chang nghe ca sở mùa sư sắp tiểu Amukato sao chứ nhận cô man hết sale. Bạn đi chợ, đi chợ đúng không? Xin chăng là đi chợ, vì bạn đi chợ bạn đã mua gì rồi? Cái người này nói là không có mua gì hết, hết sale, chỉ có ngắm thôi. Tôi chỉ có đi ngắm thôi. Câu này các bạn tin không? đúng không? Đi chợ mà nói đi chợ hỏi mua gì, không mua gì hết. Nhưng mà mình chọn câu này nha. Ví dụ như lỡ anh Huy anh đi chợ mà về nhà các bạn hỏi anh Huy ơi anh mua gì, anh Huy anh nói anh lắc đầu không mua gì hết, thì các bạn tin không? Tính sao được. Tin không được đúng không? Anh Huy không tin được hả? Rồi, cho nên là mình cô kiêng là ngắm, tôi chỉ đi ngắm thôi. Rồi tưng san ha ta đó là leo núi đúng không? Tưng san ha ta là leo núi. Mui cơn là đồ hay là vật dụng đó ha, hàng hóa vậy đó ha. Hey, hey, hey là hộp.
Rồi câu số tiếp theo nha các bạn. Onuren Munchika Mani Nanen Iru Hesseo Hesumnita Moriwa Oikuri Chichobun Hejoso Panli Siko Sipsumnita Chipe tôi chắc hai miền sau rồi hay cơm người ta thì mình sẽ chọn con nào đây, mình dịch thử nha. Hôm nay á, ô nên là hôm nay nè, hôm nay á làm việc, đã làm việc, tôi đã làm việc mà nó rất là nhiều mình chi nhiều bụi, à không biết là làm có thể là mài hay là làm gì đó, à, nói chung là nhiều bụi, cho nên là Mori là đầu đầu và khuôn mặt thì rất là chơ chi chơ bun he cho sò, nó rất là bẩn đúng không, cho nên là tôi muốn rửa, muốn nhanh đi đi rửa đúng không, đi rửa mặt. Và nếu mà về đến nhà đó thì tôi sẽ tắm, cho nên là mình sẽ chọn câu nào. Một là bình thường, hai là rồi, ba là lập tức, bốn là cha chu là thường xuyên. Thì theo như các bạn chọn câu mấy, các bạn đưa tay. Con số con số 3 hợp lý hơn đúng không? Ba đô là lập tức đúng không? Lập tức là về nhà, là về cái là lập tức tắm liền. Rồi. Cái câu này là câu rất là dễ ha. Mình bây giờ mình hãy trả lời cái câu hỏi, nhìn cái hình nhìn cái bản đồ đó ha, cái hình vẽ này. Cái ý nghĩa nó là mâm chu xíp xiều chân chi ha xíp xiều, chân chi là ngưng lại, hay là mâm chu xíp xiều là ngừng lại. Thì trong cái bốn cái bảng này thì cái bảng nào là ngừng lại các bạn? Đó là câu số Ba. câu số 3, các bạn quá giỏi, nhìn cái này là thấy stop là sướng rồi. Chân chi là cái câu này ha, stop ha. Còn đây là hình hình nhìn này là đi thẳng, tốc ba đô là đi thẳng nè, hay là gọi là chích chin đúng không, chích chin. Các bạn đi taxi nhiều thì các bạn biết đâu, đi thẳng là chích chin, nếu mà đi đi trái về phải là ô lên chốt đúng không, còn nếu mà về trái đó là quen chốt đúng không, quen chốt. Rồi, còn cái này thì cái hình biển báo này thì mình biết là cái đường giờ trơn trượt đúng không, theo như các bạn đường gì đây, nhìn như trơn đúng không. Rồi chân chân thì slow, đây là chậm 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 đúng không. Rồi câu số 10. Tâm chung nôn nữ bô hô hà bô an kiêng ấy sư xíp xìu, hãy hãy đeo cái kính bảo hộ đúng không, để bảo vệ mắt, và cái hình nào là bảo vệ mắt thì câu số 1, 2, 3, 4 các bạn chọn câu số mấy, đưa tay lên cũng được. Rồi ok, các bạn làm rất là tính chính xác, đó là câu số 1 đúng không. Nghe nói chuyện nun nun mà boho nữa là sướng rồi, bảo vệ mắt đó. Thì các bạn biết á, hiện tại cái chương trình mình đang học ở đây á, đây là một cái chương trình khá là dễ đối với một số bạn, nhưng mà cái chương trình này là chương trình cho đang dạy cho những bạn sắp tới sẽ đi qua Hàn Quốc lao động với chương trình E9 á, nên mình học cái này thì mình rất là lợi đúng không. Rồi câu số 11. Suyo ie ô chân áo si bù thờ mân si ca chỉ hà nên xưa bên mùa sinh nhật cá, từ ngày thứ tư lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì có cái tiết học gì, ví dụ như là thứ hai nè, thứ ba này, thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu này, từ 9 giờ đến 10 giờ là này này tiếng Hàn, tiếng Hàn. Thì giờ 19 giờ đến 20 giờ là học cái này, học nấu ăn, học máy tính. Thì người ta kêu mình là ngày thứ tư, ngày thứ tư mà từ 9 giờ đến 10 giờ mình học cái gì, thì mình chọn câu mấy các bạn, đưa tay lên chọn câu. Câu 1 là câu hợp lý, thứ tư mà nhìn chữ su này thấy không, chữ su là su in này, thì thấy là từ 9 giờ đến 10 giờ là chọn cái này, rất là dễ đúng không. Rồi vô đi là nấu ăn đúng không, computer là máy tính, học máy tính đó, học máy vi tính. Tensor, thầy thích rất là thích học cái bộ môn này, đó là tensor, nhảy đúng không.
nhảy giảm mỡ thôi. Học nhảy thì rất là tốt đúng không? Dance. Rồi. Tâm은 직장인들이 주말에 하고 싶어하는 일을 조사한 것입니다. 직장인들이 주말에 가장 하고 싶어하는 것은 무엇입니까? những người mà đi làm việc đó, thì cuối tuần họ muốn làm gì? Thì bây giờ có một cái khảo sát thì những nhân viên, những người đi làm việc đó, thì cuối tuần họ muốn làm gì vào ngày cuối tuần? Thì một đó, là vận động, vận động; hai là học máy tính; ba là làm thêm đúng không; bốn là gặp bạn; năm là nghỉ ngơi ở nhà; sáu là du lịch. Thì tất cả những cái này á, thì cái người những người mà đi làm á, là cuối tuần họ làm, họ muốn làm gì nhất? Thì theo như các bạn nhìn cái biểu đồ mình chọn câu mấy? Câu 2, chính xác, đó là những người này đấy muốn du lịch, cho nên là mình thấy là số là 28.8% là muốn đi du lịch đúng không? Rồi câu 1 là muốn nghỉ ở nhà. Thứ ba là muốn học máy tính. Thứ tư là muốn vận động. Cho nên Hãy đa số là người ta có rất là nhiều người đi muốn du lịch đúng không? Du lịch cuối tuần. Du lịch cuối tuần. Rồi. Câu số 13 nha các bạn. Ô mình nhìn nhìn cái này trước khi mình làm cái đề, mình làm cái này trước ha. Hãy chọn câu đúng nhất điền vào ô trống. Đơn giản đúng không? Nhìn cái này là mình dịch, mai mốt bạn các bạn tập dịch nha. Rồi. 오늘 친구에게서 선물을 받았습니다. Hôm nay tôi đã nhận được một món quà từ người bạn. 선물을 풀어봤습니다. Tôi đã mở nó ra. 상자 안에 trong cái hộp đó đó có chia cắp, là có một cái ví và có một bức thư. Thì sân môn ấy mình chọn con số mấy? Có một bác cha ma cha bác kia cho nè từ đi chi từ đi cha ma cha từ đi kia cho nè. Theo như các bạn mình chọn con số mấy hợp lý? Mình đưa tay lên còn được, tay các bạn đâu? Mình chọn câu số dễ nhất, rất là dễ đúng không? Đó là chọn câu số số 3, xin lỗi, câu số 1 nha. Một số bạn này. Rồi, có nghĩa là khi mà hôm nay tôi đã nhận rồi, có nghĩa là hôm nay đã nhận của bạn tôi một một món quà. Mà sau khi nhận, chữ cha ma cha là lập tức tôi mở nó ra. Sau khi nhận thì lập tức tôi mở ra liền. Bắt ta là nhận. Còn đây là tư đi ta là cái nghĩa nó là chu tà, cái từ tôn kính có chu tà là cho đúng không? Sau khi cho là không được đúng không? Cho nên câu 3 với lại câu 4 là sai đúng không? Cho nên còn đây là bắt cái chân, đây là trước khi nhận, nhưng mà nhận rồi mới 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 mở ra đúng không? Nhận rồi mới mở chứ làm sao mà trước khi nhận là sao mở được. Cho nên là sau khi mà vừa nhận thì tôi bắt cha ma cha là lập tức, liền sau đó là tôi mở nó ra, và trong cái hộp đó có có cái ví và một lá thư. Đố các bạn, một người nam mà tặng một người nữ một cái ví ví và một lá thư, trong đó theo như bạn Ngọc thì người nam sẽ viết cái gì trong đó? Thì bạn nghĩ anh Thân này, anh Thân này, người dày dặn kinh nghiệm này, là theo như anh Thân là cái người nam này viết gì cho người nữ trong cái lá thư này? Hãy bước chiếu. Anh Thân bật mic lên mới nói được chứ. Bạn Ngọc bạn nói hộ em rồi mà. Bạn Ngọc nói rồi Vâng. ghi có hai có ba từ đấy thôi hả? Vâng, thế thôi, ngắn gọn mà sâu xa thôi. Ngắn gọn mà sâu xa. Nhưng mà nếu mà giả sử các bạn có nên là bỏ thêm gì nữa, theo như anh Thân này,
Ví dụ anh bỏ thêm cái gì nữa, thường thường bỏ gì nữa, Dạ. hay là có nhiêu đây thôi, cái ví với lại cái thư thôi, thì mình muốn bỏ gì nữa không, theo như anh thân bỏ gì nữa, hai người này ví dụ như yêu đi, hai người này đang yêu đi. Thay vào dạ tôi nhét mấy cái vé xem phim vào trong ví cũng được mà thầy. Được nè, để xem phim hay hay rồi. Còn bạn Ngọc theo nghĩ nếu bỏ trong cái ví mình bỏ gì thêm gì trong đó nữa, theo như em á. Bỏ tầm lăng đấy ạ. Hả, năm anh hả? Tầm lăng. À, vậy hả, bỏ gì đâu, ý bạn nói gì thèm nghe rõ. Long Còn anh Thông nãy giờ cười suốt nè, anh Thông theo như anh Thông là bỏ gì long là nói đại luôn đi. thì em bảo thầy là bỏ mấy về thông tin được Đó, mà. anh Thông chứ, anh Thông chứ không phải là anh Thân, anh Thông đó. Vâng. Anh Thông bây giờ cười suốt này, nãy giờ không biết ông bỏ gì trong này mà ông cười suốt. Rồi anh Thông, anh Thông bật mic mới nói được chứ. Theo như anh Thông, anh Thông đó, là anh bỏ gì thêm trong này? Bỏ Em mà em nói thầy là bỏ ảnh á. ảnh hả? Vâng. Ảnh là Sachin đúng không? Ảnh là Sachin. Ừ, bỏ ảnh. Bỏ ảnh hả? Còn nếu mà ví dụ đối với mình, đối với một người nam mà tặng cho người vợ đây, không nói người yêu nữa, bây giờ tặng vợ đây, thì theo như anh Thông anh bỏ gì trong đây nữa? Nó cần động não dữ không? Ừ. Anh Thông trả lời đại cũng được, với tiếng bằng tiếng Hàn nha. Bỏ gì nữa theo anh Thông? Còn còn không là không bỏ là bạn Thảo, bạn nãy bạn mơ mít rồi đó. Vâng, em nhường lại cho bạn ạ. À thế bạn Thảo. Phải Thảo không? À. Thảo. Theo em bỏ gì nữa? Phải Thảo, phải không, xin lỗi Thảo. À, Minh Thảo rồi, đúng rồi. Không phải Minh Thảo. Bạn Thanh Hiếu. À, Hiếu, nói chung bạn Hiếu đúng rồi. Bạn Hiếu theo Sao bạn. thầy? Alo. Nghe được. Vâng. Bỏ gì vào trong đấy thầy, cho vợ hay À. là cho người, cho ai thầy? Cho vợ em đi. Thiết thực nhất thì chỉ có tiền thôi thầy ạ, À, theo em là bỏ bao nhiêu là được? chứ mình quỹ đen được bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu. Lúc Mình nãy làm gì được có tiền mà giữ đâu thầy. à rồi bạn Ngọc rồi còn theo bạn Ngọc thì bạn bỏ gì bạn Ngọc ơi? Em chưa có kinh nghiệm đấy, Hả? chưa có kinh nghiệm về thứ cũng biết. Cấm nhiều xin ba nào. Nói chậm chậm thôi thầy không nghe rõ. Bảo em Em là Ngọc chưa bỏ có gì? kinh nghiệm về thứ trong Chưa người có yêu vợ nên chưa nhưng có kinh nghiệm. mà chưa có. Ô bạn Ngọc chưa có vợ hả? Hèn đi. Chưa kinh nghiệm mà. Rồi ok, thôi mình qua đi. Chút nữa bạn 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 Hiếu cho thầy cái số điện thoại của bà xã của em nha, để thầy gửi cái video. Rồi Đúng mà thầy, ok. em bây giờ chỉ có cầm được cái ấy không, cái phong bì không chứ làm gì có Rồi tiền. ok, bây giờ mình tính thầy nói đùa. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu 14 cho hết giờ nha. Vô chung un tôn mồm 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 tô cân căng he chi phổ ki bun ni ki bun tô hoa chất sư mì ta cân căng ấy vì hề so kế xúc un tôn he ya kết sư mì ta kế xúc un tôn he ya kết sư mì ta đúng không? Dạo này á, dạo này gì đó tôi vận động gì đó ha, thì cái thân thể á, thì trở nên tốt hơn và tâm trạng cũng tốt hơn. Cho nên là vì sức khỏe cho nên là tôi sẽ liên tục vận động, tập thể dục thể thao á. Thì câu số 1 chuẩn bị ha cô nà miên chuẩn bị ha cô nà số chuẩn si chắc ha cô nà miên si chắc ha cô nà số. Theo các bạn thì các bạn nghĩ là câu mới, các bạn đưa tay lên. Rồi có một bạn đưa phương án 4. À phương án 4 đó là
Uyo trong Undong, khi dạo này khi mà bắt đầu sau khi bắt đầu sau khi bắt đầu tập thể dục thể thao đúng không, thì sức khỏe bây giờ nó thân thể nó khỏe hơn rồi, tâm trạng tốt hơn rồi vì sức khỏe, cho nên là tôi tiếp tục vận động. Vâng, ok, rất là tốt. Rồi câu số 15, câu này học thì một số bạn thấy hơi buồn chút nhưng mà phải học thôi. Tam bê rễ piun su op nên chăng soka mạn sumita. À, bên Hàn Quốc này có những cái nơi, có nhiều cái nơi mà không được hút thuốc. Ví dụ như này, một á, là cửa hàng ăn uống sit chom, hai á, hay là cúc trang rạp chiếu phim, hay là ở ở trong rạp chiếu phim hay là trong nhà ăn á, thì nếu mà hút thuốc á, thì không được. Vì vậy cho nên là phải ra ngoài, và nói xin lỗi, không phải là ra ngoài đúng không, và nha, và đó là ở trong có nghĩa là ở trong nhà ăn hay là trong cái rạp chiếu phim á, là không được hút thuốc, mà hút thuốc không được. Còn ở bên ngoài á, là ví dụ như là công viên này, hay trạm xe buýt này, là hay là những cái nơi mà nhiều người họ có nhiều người họ họp lại ấy, thì nếu mà hút thuốc ấy, thì cũng không thể được. Có nghĩa là ở phía trong ấy, là nhà ăn nè, rạp chiếu phim là không được. Còn nếu mà ở ngoài, ví dụ trạm xe buýt hay là công viên ấy, thì mình hút thuốc cũng được. Mà nếu những cái nơi này ấy, mà nếu mình hút ấy, thì mình phải phải gì, phải trả tiền bên cung, tiền này là tiền phạt các bạn, phải tiền phạt. Cho nên đang đang đây nói về, một á, là số tiền phạt, hai là nơi hút thuốc, ba là khu vực cấm khói là cấm thuốc, bốn là welcome in sang là cái tiền phạt nó tăng. Thì theo như các bạn chọn con số mấy các bạn, mình đưa tay lên. Câu số 3, đúng rồi, nơi khu vực cấm cấm khói thuốc đúng không, rất là chính xác. Cho nên là các bạn bạn hút thuốc thì phải cẩn thận với chỗ này. Nếu mà mình có tiền thì mình vào này mình hút cũng được, nếu mình có tiền thì mình cũng sẵn sàng vào, không có thì mình cẩn thận. Rồi, cho nên cũng chẳng đi sợ sang cha đấy sẽ chắc hai nên đi đi hà cô ít. Tôi á, thưa quý vị, tôi này, tôi làm việc ở trong một cái xưởng, đó là làm cái thùng giấy, thùng hộp, cái hộp đúng không, trong một công xưởng làm cái hộp, cái bắc sự ha, cái hộp xăng chặt. Thì bình thường á, ban ngày á, ô cho nên á, coi pan chi đấy cha đưa chắc cơp với ha cô, buổi sáng á, là tôi cắt cắt những cái bảng đó không? Những cái coi pan, con pan chi á, cái này gọi là giấy bìa, giấy bìa cứng, tôi cắt cắt rồi tôi gấp nó lại đúng không, cái giấy, giấy bồi, giấy đây là giấy bồi đúng không, giấy nó dày mà gọi là giấy giấy bìa, giấy bìa cứng, tôi cắt ra rồi buổi chiều á, tôi gấp lại và tôi dán. Xăng cha rế mà tôi đưa chắc cấp hôm nay ta, công việc bạn này rất là nhẹ, chỉ cần cắt giấy là dán giấy thôi, cái giấy cứng đúng không. Và cái công xưởng này á, tôi làm việc lâu rồi và nó rất là thành thạo, ít xúc, cho nên là cái lô cho con tô mà mẹ công người ta, và cái điều kiện làm việc á, rất là thoải mái, rất là vừa lòng. Cho nên là năm sau á, năm sau tôi sau khi mà kết thúc hợp đồng á, tôi sẽ ký lại hợp đồng. Nghĩa là cái bạn này là làm công việc rất là khỏe hơn đúng không, nhẹ. Cho nên là mình sẽ chọn con số mấy. Có một Isaramon ô cho nè Irihako Ue Shinita, cái người này á, buổi sáng làm buổi chiều nghỉ. Con này hơi bị sai đúng không, cái người này vì là người mới cho nên là chưa có quen, chưa có quen cái việc, con này hơi căng đúng không. Cái người này á, năm sau á, sẽ đi đi làm ở công công ty khác. Cái người này làm việc đó là làm cái
cái hộp đó, hộp để ở cổng xưởng bằng bằng cái việc gọi là cắt những cái bìa cứng làm những cái hộp đúng không? Cho nên mình chọn con số 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 mấy cái hợp lý các bạn, mình chọn con 4 đúng không? Các bạn làm rất là chính xác. Càng về những câu khó thì câu dài thì mình là để ý nha các bạn, nhìn để ý nha. Sao Alimnita tôi thông báo cho các bạn công nhân đã gần đến ngày ngày lễ lao động hay là ngày quốc tế lao động, cho nên tất cả trên là tất cả những nhân viên sẽ cùng dự định sẽ đi núi Seraksan, đi leo núi ở Seraksan để cùng tất cả mọi người nhân viên đều đi núi Seraksan, là một ngọn núi rất là đẹp. Và cái kế hoạch đó là di chuyển bằng xe buýt, bằng xe buýt. Cho nên hãy đến lúc 8 giờ, 8 giờ đến 6, 8 giờ phải có mặt tại bến bến xe bãi đầu xe đúng không? Mui qua Kanshikun, Heisaisa, Chekong, Hamuro, nước và thức ăn gọi là những cái ăn đơn giản đúng không? Kanshik, những cái thức ăn như bánh kẹo gì đó ha, hay là nước với lại một số cái Kanshik có trái cây kẹo gì đó nó bỏ vào, thì mình sẽ được 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 cho công ty sẽ cho nên buổi trưa thì các bạn chuẩn bị cái Siragman Temnita, chuẩn bị hai bên Temnita, chuẩn bị một cái khay khay tô Sirak, nếu mà tô Sirak là giống như hộp cơm vậy đó, giống như cái khay đó, chỉ nhưng mà đây chỉ cần mình chuẩn bị một cái khay thôi, hoặc là mình đem cái chén chén giấy gì đó ha, cái tô giấy gì đó cũng được ha. Nếu mà sau khi mà kết thúc leo núi đó thì dự kiến đó là sẽ đi ăn tối ở ở cái quán ăn gần đó, và người nào vị nào mà không có tham gia được đó, thì hãy ngày đến từ đây đến bước ngày 20 tháng 4 cho biết, nhưng mà ước ao mọi người tham dự đông đủ. Đây là cái thông báo. Ê, mai các bạn chụp cái này đưa vào công ty công ty cho đi núi Sơ Đăng. Rồi, câu số 1. Buổi tối ăn tối thì ăn tại nhà ăn gần công ty. Câu này thấy là căng rồi đúng không? Seraksan Kachi Hesa Thung Kun Bosuru Kamita, đến núi Seraksan đó là bằng xe buýt của công ty. Chitwon tôi đây mua qua cảnh sát con chuẩn bị hay ham người ta ca gia người ta, những nhân viên phải chuẩn bị phải đem đeo nước và những thức ăn, cái này có sai được không? Trăm ca cha tư đơn những người tham gia đó thì dự kiến là sau khi ăn tối thì chia tay, ăn tối xong rồi kêu ai về nhà đó, cho nên mình chọn câu số mấy là câu hợp lý các bạn, nên các bạn chọn mấy? Có một số bạn chọn câu câu hai đúng không? Đúng là câu hai. Đi núi Seraksan á thì mình sẽ đi bên xe buýt của công ty, cho nên là đây Hesa Thông Kinh Bơ Sư, cho nên mình chọn câu số 2 là câu hợp lý nha. Câu số 18. Cho nên Hàn Quốc sở y hào cổ ít nên về quốc in nô tôn trai người ta. Tôi đang làm việc ở tại Hàn Quốc, tôi là người lao động người nước ngoài, lao động người nước ngoài. Chơi kệ chạy in him tin có sân quên có bị chê tê nào chi ảnh nên có sân. Cái câu này không biết là giống các bạn không, mà tôi nói với quý vị là tôi cái ngày mà tôi mệt mỏi nhất đó là cái ngày mà không được nhận lương, nợ lương đó. Lương bây giờ tới ngày rồi mà lương mà chưa có là cũng mệt rồi, làm theo mệt mà lương mà chưa thấy là mệt rồi đúng không? Chingu tư đề iagi tư đề bồ miền kuron kiên ngu ca
chốc chi ảnh xâm ảnh nên có xâm ta. Và tôi nghe có những người bạn kể cũng có rất là nhiều trường hợp là như vậy, chậm lương hay là nợ lương. Và nếu mà việc đó mà xảy ra thì sẽ hỏi ai, ai sẽ giúp đỡ. Tôi thật là lo lắng, thật là lo lắng, thật là cung cung là lo lắng, cũng như là hơi giận đúng không, hơi tức. Uri hesa iri chante sa world cup cho chin nan cha cốt bắt tên suốt sumi chúc cho sumi nè. Cho nên tôi ước ao là công ty thì làm việc, công ty cũng hoạt động tốt để cái ngày mà nhảy lương á, thì nó sẽ được nhận thì tốt đẹp biết bao. Cho nên là bao đa số đi mình lao động là mình qua đây ước ao cái ngày đó thôi, ngày nhận lương. Mà cái ngày mà mình nhận không được đó là cái ngày mình buồn đúng không, rất là mệt mỏi đúng không. Rồi y sarame ke ka chang himten in himten gosen i ri order un gos simita. Cái người này cái việc mà khó nhất của người này, cái việc mà mệt mỏi nhất của người này đó là làm việc khó, làm việc có những việc khó quá cho nên rất mệt mỏi. Con này không có thấy hợp lý đúng không. Y sarame ke ka chang himten gosen in cha ri ka op nen gosimita. Cái người này, cái vất vả, cái mệt mỏi của người này nhất đó, đó là việc không có việc làm. Và cái người này mà việc mà mệt nhất đó là không có bạn người Hàn. Cái việc mà mệt nhất của người này đó là cái ngày mà không nhận được lương. Cho nên mình chọn câu số hợp lý là câu số 4 đúng không? Câu số 4. Rồi, bây giờ mình dịch nhanh nha, chắc bạn coi là nhớ nha, nhớ cho không cái câu này mà dễ bị lộn nha. Chân khi cho kiến cúp bió yêu ấp cho kỳ na cùng hơn tôi ta ra sang rố tơ bắt nên tôn niệm ta. Ngoài cái việc mà nhận lương định kỳ ấy, thì cái việc mà cái sự nghiệp hay là cái những cái cống hiến của mình ấy, mình sẽ được cái phần thưởng. Mình làm chăm chỉ, mình cống hiến gì đó thì ngoài cái lương thì họ sẽ cho mình tiền thưởng. Một là xe cơm, tiền thuế, đây là thuê chi cơm đúng không, thuê chi cơm là tiền tháng 13 đúng không, xăng dơ cơm tiền thưởng, và bốn là quốc minh nhân cơm, tiền quốc minh nhân cơm là tiền lương lương hưu đúng không. Nhưng mà ngoài cái việc lương định kỳ rồi, thì mình nhận được những cái phần thưởng, cho nên là mình chọn con số 2 đúng không. Anh em từng ngày sau tôn cho chút kỳ nà tôn nên bình lơ chú còn à bình sang hơn tương ấy khi đốt hà cổ quản lý hà nên vì hè có kết e kể cung cấp hà nên chơi bên hồi người ta. Khi mà mình tiết kiệm ra ngân hàng, ở ngân hàng thì mình có thể tiết kiệm hay là mượn tiền, hay là mình cái và có một cái quản lý, một cái sổ để mà ghi về việc mình mượn tiền đó. Thì và cái đó nó sẽ đặc biệt là cung ứng cho cái mỗi cái việc nó khác nhau, mỗi cái việc ghi khác nhau á, thì cái đó là cái gì đúng không? Bên hồ, bên hồ là số đúng không. Khi mà mình đi vay hay là đi 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 tiết kiệm á, thì nó có những cái số khác nhau đúng không. Cho nên là theo như các bạn thì có những cái số nó tách biệt rõ đúng không. Cái ngân hàng là số ngân hàng, vay trong ngân hàng mình tiết kiệm, ngân hàng mình vay nó vân vân, nó có quản lý khác nhau, thì có những cái số riêng biệt, cho nên cái đó là gọi là gì, một là số tài khoản, hai là số phòng, ba là số học sinh, năm bốn là số điện thoại. Cho nên mình chọn câu số ha, câu một ha, vì cái số của ngân hàng đó mà mình có thể làm cái số tiết kiệm mà. Hay là số mượn tiền ha, cho nên mình nó riêng biệt rồi, nên nó riêng biệt một chút.
Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn. Hôm nay mình học tới đây thôi nha.